Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Hãy gửi chiên con phải dâng cho quan cai trị đất này, từ Sê-la sang đồng vắng đến núi của con gái Si-ôn. Các con gái Mô-áp tại bến đò Ạc-nôn sẽ giống như chim bay tán loạn và như một lứa chim con bị quăng ra ngoài ổ. Ngươi hãy lập mưu, hãy làm sự công bình. Đang lúc giữa trưa hãy phủ bóng ngươi như ban đêm. Hãy che giấu kẻ bị đuổi, chớ bươi móc kẻ trốn tránh. Hãy cho phép những kẻ bị đuổi của ta trú ngụ nơi ngươi. Hãy làm nơi ẩn náu cho Mô-áp khỏi mặt kẻ tàn hại. Vì kẻ cướp giật đã mất, sự tàn hại đã hết. Kẻ giày đạp đã bị diệt khỏi đất này. Ấy vậy, ngôi sẽ bởi sự nhân từ mà bền lập. Và trong trại David sẽ có một đấng lấy lẽ thật ngồi lên, sẽ đoán xét, sẽ tìm sự ngay thẳng và vội vàng làm sự công bình. Chúng ta có nghe sự kiêu ngạo của Mô-áp. Nó kiêu ngạo lắm, cũng nghe nó sất sược, kiêu căng, giận dữ. Sự khoe khoang của nó là vô ích. Vậy nên, Mô-áp sẽ than khóc vì Mô-áp. Ai nấy đều than khóc. Các ngươi hãy khóc, hãy thở than vì sự mất bánh trái nho của Kiệt Ha-rê-sết. Vì ruộng nương của Hết-bôn và cây nho của Síp-ma đều mòn mỏi. Ngày trước, nó dàn ra tới Gia-ê-xe, lan ra tới đồng vắng, chồi tược đâm ra tới bên kia biển. Mà bây giờ, vua chúa các nước đã bẻ gãy nhánh tốt. Vậy nên, ta vì cây nho của Síp-ma mà khóc lóc như Gia-ê-xe. Hỡi Hết-bôn, hỡi Ê-lê-a-lê, ta sẽ tưới nước mắt ta trên các ngươi. Vì đang lúc trái mùa hạ và mùa gặt, thì có tiếng reo của giặc xảy đến. Sự vui mừng hớn hở đã cất khỏi ruộng tốt. Trong vườn nho chẳng còn hò hát reo vui. Kẻ đạp rượu chẳng còn đạp trong thùng. Ta đã làm dứt tiếng reo vui. Cho nên lòng ta vì Mô-áp kêu vang như đờn cầm. Ruột ta vì Kiệt Hê-re cũng vậy. Ví dụ Mô-áp chịu mệt nhọc, đặng đi đến nơi cao, dầu vào trong nơi thánh mình để cầu nguyện, cũng chẳng được nhậm. Ấy là lời mà xưa kia Đức Giê-hô-va đã phán về Mô-áp. Bây giờ thì Đức Giê-hô-va phán như vậy. Trong 3 năm, kể như năm kẻ ở mướn, sự vinh hiển của Mô-áp với cả đoàn dân đông của nó sẽ bị khinh hèn, và số còn sót lại sẽ ít lắm, không kể ra gì. Chương 17. Gánh nặng về Đa-mách. Này, Đa-mách bị trừ ra, không kể làm thành nữa, và sẽ trở nên một đống đổ nát. Các thành A-rô-ê bị bỏ hoang, sẽ làm chỗ cho bầy chiên nằm nghỉ, chẳng ai kinh động. Đồn lũy của Ê-phra-im sẽ chẳng còn. Ngôi nước của Đa-mách và dân sót của Syri cũng vậy, khác nào sự vinh hiển của con cái Israel. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Xảy ra trong ngày đó, sự vinh hiển của Gia-cốp sẽ giảm đi, xác thịt mập mạp đổi ra gầy ốm. Sẽ xảy ra như con gặt túm các ngọn lúa, rồi dùng cánh tay cắt lấy bông, lại như những giá lúa mót được ở nơi trũng Rê-pha-im vậy. Nhưng sẽ còn sót lại như là của mót, khác nào khi người ta rung cây olive còn 2-3 trái trên chót nhánh rất cao, hoặc 4-5 trái trên những nhành xa của cây sai chiếu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ ngó về đấng tạo mình và mắt trông thẳng đến đấng thánh của Israel. Họ sẽ không còn say mắt về các bàn thờ là công việc của tay mình và không còn ngó các đồ vật bởi ngón tay mình chế ra, hoặc các tượng ác tạc tê, hoặc các trụ mặt trời. Trong ngày đó, các thành bền vững của nó sẽ giống như những nơi đổ nát, hoặc trong rừng,
hoặc trên đỉnh núi là những nơi đã bị bỏ hoang trước mặt con cái Israel. Xứ này sẽ bị bỏ hoang vậy. Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu ngươi, chẳng nhớ đến vần đá sức mạnh ngươi. Vậy nên, ngươi trồng cây tốt, lại trồng những gốc nho khác giống. Đang ngày ngươi trồng thì rào dậu, vừa lúc ban mai làm cho hột giống nở hoa. Nhưng trong ngày buồn bực rầu rĩ, thì mùa màng mất ráo. Ôi, các dân đông đảo làm xôn xao là dường nào, khác nào như biển gầm. Các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ mạnh. Thật, các dân tộc chạy sông tới như nhiều nước đổ ầm ạt. Nhưng Ngài sẽ quở trách họ thì đều trốn xa, bị đùa đi như rơm rác trên núi khi gió thổi, như luồng bụi gặp cơn bão. Đang buổi chiều, này có sự sợ hãi, kịp trước khi ban mai đã thành ra hư không. Ấy là phần của kẻ đã bóc lột chúng ta, là số phận xảy đến cho kẻ cướp chúng ta vậy. Chương 18. Ôi, đất đập cánh ào ào kia là đất ở bên kia các sông của Cúc. Sai sứ vượt biển, cởi thuyền bằng lau đi trên mặt nước. Hỡi các sứ giả nhậm lẹ kia, hãy đi đến nước người cao da mỡn, đến dân đáng kính sợ từ khi lập nước trở đi, đến dân hay cân lường và dày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Hỡi các ngươi hết thảy là dân thiên hạ ở trên đất kia, vừa khi cờ dựng trên núi hãy xem, vừa khi kèn thổi hãy nghe. Vả Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy: ta sẽ ở yên lặng và ở từ chỗ ta ngự mà xem, như ánh nắng sáng sủa, như mây ngút trong nắng mùa gặt. Nhưng trước ngày gặt, khi mùa hoa đã cuối và hoa nho thành trái hầu chín, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất. Những chim ăn thịt đó sẽ dùng mà qua mùa hạ, và những thú vật trên đất sẽ dùng mà qua mùa đông. Trong lúc đó, dân người cao da mỡn, tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, là dân hay cân lường và dày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va vạn quân trong nơi thánh Đức Giê-hô-va vạn quân ngự, là núi Si-ôn. Thi Thiên 45. Lòng tôi đầy tràn những lời tốt, tôi nói điều tôi vịnh cho vua. Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài. Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ và sự công bình, hãy lấy sự oai nghi Ngài cởi xe lướt tới cách thắng trận. Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh. Các mũi tên Ngài bén nhọn bắn thấu tim kẻ thù nghịch vua. Các dân đều ngã dưới Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng. Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác, cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Các áo sống Ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương và nhục quế. Từ trong đền ngà có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài. Trong bọn người nữ tôn quý của Ngài có các công chúa, hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng ô phia. Hỡi con gái hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai. Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con, thì vua sẽ mộ nhan sắc con, vì Ngài là Chúa con, hãy tôn kính Ngài. Con gái Tyre sẽ đem lễ vật đến, và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Công chúa trong đền được rất vinh hiển, áo sống nàng đều thêu dệt bằng vàng. Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua. Các nữ đồng trinh là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến Ngài. Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc mà vào đền vua.
các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài. Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian. Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời. Vì cớ ấy, các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi. Chương 12. Hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả, người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả, như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Juda, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.
chương 13. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bấy giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay, tôi biết chưa hết. Đến bấy giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên, bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Chương 14. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Hỏi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kinh nghiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì đến anh em? Vậy dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đờn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì, thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành,
song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán: ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín dấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sấp mặt xuống đất thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng: thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Hỡi anh em, nên nói thế nào khi anh em nhóm lại với nhau? Trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kín nhiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên 2 hoặc 3 người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có 1 người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có 2 hoặc 3 người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Song nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kín nhiệm thì người trước nhất phải nín lặng, bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Vả Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em, họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà, bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lễ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được Đức Thánh Linh soi sáng thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Mà nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn.
Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.